Xin chào mọi người, trong video này mời mọi người cùng với mình vẽ lại sơ đồ kết nối của những thiết bị trong một cái máy ép vi lực và vẽ lại cái mặt tiện điều khiển cái máy ép này. Cái máy ép của chúng ta có một xi lanh, khi chúng ta nhấn nút ép thì cái xi lanh đi ra, khi đủ áp suất làm việc thì cái xi lanh sẽ tự động dừng, và khi chúng ta nhấn nút lui về thì cái xi lanh nó sẽ lui về, nó tác động vào công tắc hành trình và nó dừng. Thì thông qua việc vẽ lại cái sơ đồ của những phần tử trong mạch vi lực và vẽ lại cái sơ đồ điện, chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý hoạt động của từng cái thiết bị, và qua đó chúng ta có thể xây dựng cho mình những cái bản vẽ của những cái máy điều khiển nhiều xi lanh hơn, nhiều chức năng hơn. Chúng ta có thể cải tiến cái máy móc thiết bị của mình, cái máy móc và sử dụng cái xi lanh vi lực. Thì mời mọi người xem cái video của mình. Bây giờ mình sẽ vẽ lại sơ đồ kết nối những cái phần tử trong cái máy của chúng ta, phần tử vi lực. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái ký hiệu của một cái xi lanh vi lực. Mình sẽ vẽ cái mạch chính trước, rồi mình sẽ vẽ cái mạch điện điều khiển. Đây là một cái xi lanh vi lực, cái xi lanh kép. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vẽ cái van vi lực. Van ở đây là van 43. Đây, trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai. Đây, trạng thái thứ ba. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vẽ ký hiệu của một cái bơm thủy lực. Đây, ký hiệu cái bơm thủy lực. Mình sẽ vẽ một cái lưới, ký hiệu của một cái lưới lọc. Đây là cái lưới lọc. Và cuối cùng là cái bột chứa của chúng ta. Thì ở đây thì đơn giản thôi, chỉ những cái phần tử như vậy. Thì đây, cái van chúng ta thì sẽ có 4 cửa. Cửa B, cửa T, cửa A và cửa B. Thì cửa B là cửa nhận áp suất, ratio, thì nó sẽ đi vào cửa B, dầu chúng ta sẽ đi vào cửa B. Thì ra ra cái cửa T. Thì như vậy là ở trạng thái bình thường, khi chúng ta bật bơm lên thì dầu nó sẽ hút qua cái lưới lọc này. Đây, nó hút dầu qua cái lưới lọc và đi vào cửa B và ra cửa T. Thì chúng ta lưu ý là trong cái bộ nguồn thủy lực này nó không có cái van chỉnh áp suất bằng van tay. Chúng ta sẽ điều khiển cái áp suất làm việc thông qua cái relay áp suất, thì tí xíu nữa mình sẽ giải thích cái phần đó. Đây là trạng thái bình thường. Bây giờ mình sẽ kết nối. Chúng ta thấy là trên cái sơ đồ, trên cái máy chúng ta nó có một cái ký hiệu, đó là một cái van một chiều. Thì mình sẽ vẽ cái van một chiều ra. Đây, cái van một chiều của chúng ta. Đây. Rồi. Đây, nó là đây. Rồi, đây. Thì trên xi lanh đây. Rồi, đầu ra của xi lanh. Thì nó là đi về cái cửa P. Đây, và chúng ta lưu ý là cái van một chiều chúng ta nó một cái có một cổng ít. Rồi, tí xíu mình sẽ giải thích. Đây, ở van chúng ta là cái van điều khiển bằng điện, chứ không phải là van gạt tay. Thì ở đây là van điện. Thì như vậy nó sẽ có hai đầu coi. Rồi, nó sẽ được định tâm bằng lò xo van 43 để đẩy về cái vị trí trung gian. Thì đây là hai cái lò xo của chúng ta. Rồi. Và hai cuộn coi này mình tạm thời ký hiệu là Y0 và Y1 đi. Rồi. Một cái phần nữa đó là nó sẽ giới hạn cái hành trình. Thì chúng ta thấy là trên cái xi lanh chúng ta, nó sẽ khi lui về, nó sẽ nhận biết cái quá trình lui về bằng cái công tắc hành trình. Thì mình sẽ có một cái công tắc hành trình, mình ký hiệu là S đi. Rồi, nó sẽ có một cái công tắc hành trình ở đây. Và khi mà chúng ta ép ra thì nó sẽ dừng. Nó dừng dựa vào áp suất, dựa vào áp suất cài đặt. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái relay áp suất và một cái đồng hồ để hiển thị giá trị áp suất. Thì mình sẽ đặt nó ở đây.
Đây, nó có hai cái. Thứ nhất là một cái đồng hồ để chúng ta quan sát cái áp suất, và một cái rơ le áp suất. Áp suất đây. Thì cái rơ le áp suất này thì nó sẽ có cái tiếp điểm. Đây. Thì cái đây là cái rơ le áp suất của chúng ta. Thì đây sẽ là cái chân chung, ấy cái chân thường tiếp điểm thường đóng. Và cái này là tiếp điểm thường hở. Và cái đây là cái chân chung, chân cơm của chúng ta. Thì nó sẽ ra 3 giây cho chúng ta. Rồi, khi nó này bên này nó đóng và tay qua này thì nó hở. Rồi mình sẽ nói cái quá trình hoạt động, sau đó mình sẽ vẽ cái phần điều khiển chúng ta. Như mình nói ở trạng thái bình thường thì cái hai cái lò xo này đều đẩy đẩy cái van ta về cái vị trí giữa. Vị trí giữa thì cửa A và cửa B sẽ bị khóa. Ta thấy cửa A bị khóa và cửa B bị khóa, thì dầu sẽ đi đây, đi qua cửa B và về cửa T về bồn chứa. Đó là điều kiện khi chúng ta bật cái bơm dầu này để tránh cái nghẽn áp suất tăng nó phá hư cái hệ thống. Thì nó có cái cửa B và cửa T này sẽ thông nhau. Và khi chúng ta cấp điện vào cái cuộn Y0 thì nó sẽ dịch chuyển qua một bên. Thì mình sẽ vẽ luôn cho chúng ta dễ hình dung. Thì đây, vẽ luôn chúng ta dễ hình dung. Đây, thì lúc đó đây mình vẽ đây là cửa B, cửa T, cửa A và cửa B. Thì khi mà nó dịch chuyển qua một bên này thì chúng ta thấy là lúc đó đây cửa B vẫn là cửa nhận áp suất. Áp suất vẫn đi vào đây và nó đi qua đây, nó đi qua đây, rồi nó qua đây để nó đẩy cái xi lanh chúng ta. Đây, nó đẩy cái xi lanh chúng ta, nó đẩy cái xi lanh chúng ta đi ra. Lúc đó thì nó sẽ cửa B nó thông với cửa A. Đây, nó đi ra, nó đẩy cái xi lanh chúng ta đi ra. Thì lúc đó dầu trong cái khoang bên tay trái này, bên tay phải này, nó sẽ lui về, nó về qua cửa B để hồi về cửa T để về cái bồn chứa. Đây, đây quá trình, đây là cái quá trình mà khi chúng ta tác động vào cái cuộn coi. Đây, khi chúng ta tác động vào Y0, chúng ta tác động điện vào đây thì nó sẽ cửa A B này, đây nó đây, nó đẩy cái bi tâm ta đi qua bên tay phải và dầu đây lui về. Rồi, khi chúng ta bấm nút dừng hoặc là nó đủ hành trình nó dừng thì ngay lập tức nó về cái vị trí trung gian. Thì lúc đó nó khóa cửa A và cửa B lại, dầu lại tiếp tục từ cửa B qua cửa T. Nhưng mà ở đây thì nó chạy, cái bơm dầu này chạy theo cái máy luôn, chạy theo cái hành trình luôn. Có nghĩa chúng ta bấm ra thì dầu nó chạy, mà khi chúng ta bấm về thì dầu nó chạy. Còn đủ áp suất hoặc là dừng máy thì cái bơm dầu này nó dừng. Đó là một cái, và tương tự như vậy thì ở cái trạng thái là khi chúng ta tác động vào cái cuộn coi Y1, khi chúng ta tác động vào cái cuộn coi Y1 thì lúc đó cái cửa đây, cửa B vẫn là cửa T và cửa A và cửa B. Khi đó thì cái dầu nó sẽ đi từ cửa B, đây nó đi từ cửa B, nó qua cửa B này, đây rồi nó về về đây, đây đi từ cửa B qua cửa B và lui về cửa A qua cửa T, hồi về bồn chứa, hồi về cái bồn chứa. Rồi như vậy là cửa B sẽ luôn là cái cửa nhận áp suất và cửa T sẽ luôn là cái cửa để hồi về cái bồn chứa. Nó chỉ thay đổi đảo trạng thái của cửa A và cửa B để điều khiển cái xi lanh chúng ta đi ra hoặc đi về. Đó là cái van đảo chiều, và ở đây là van 43, khóa cửa A, khóa cửa B, cửa B và cửa T thông để tránh cái áp suất tăng trong cái hệ thống. Và ngoài ra còn có nhiều cái dạng van khác nhau thì có dịp mình sẽ giới thiệu. Và một cái lưu ý, đây là cái van một chiều và mình sẽ giải thích. Ở trạng thái bình thường khi mà cửa nó sẽ đây, nó có một cái cổng X. Đây là cửa A, đây là cửa B, đây là van một chiều. Ở trạng thái bình thường thì nó sẽ cho
giờ chúng ta đi từ cửa A qua cửa B, chúng ta thấy cái mũi tên nó xuôi theo từ A qua B. Từ A qua B thì nó xuôi, nhưng mà từ B qua A thì nó sẽ bị chặn lại. Có nghĩa là nó chỉ cho một hướng đi qua. Nó chỉ cho một cái hướng đi qua và cái hướng đi còn lại nó không có cho qua. Không có cho qua. Điều kiện để nó cho qua có nghĩa là sẽ có dầu tác động vào cái cổng ít này. Thì đây là cái cổng ít đây. Có nghĩa là nó sẽ cho dầu đi từ A qua B và nó chỉ cho dầu đi ngược lại từ B qua A nếu có dầu, có một cái nguồn trích một cái đường dầu tác động vào cái cổng ít này, là cái cổng phụ để nó mở cái van. Thì cái cổng ít này trên sơ đồ chúng ta đây, ở trạng thái bình thường thì nè, ở trạng thái mà y không có điện thì nó sẽ mở, nó sẽ cho dầu đi qua để đẩy cái van chúng ta đi ra lùi về. Còn ngược lại để dầu đi từ B đến A thì nó sẽ trích cái cổng ít này, nó sẽ nối vào cái đường hồi về. Có nghĩa là nó sẽ cho dầu đi qua để đẩy van đi ra, nhưng mà khi mà chúng ta ngưng máy thì nó sẽ khóa thêm một cấp độ nữa, tại vì cái van chúng ta là van chặn cửa A và cửa B, nhưng mà nó gắn thêm cái van một chiều để chắc chắn thêm một lần nữa là không có tụt áp suất, mất áp suất trong đây. Tại vì khi mà cái lực áp suất trong đây nó đẩy cái pen chúng ta đuôi về, nó bị thằng này chặn lại thêm một lần nữa, và đây chặn lại một lần nữa thì đảm bảo cái áp suất trong đây nó không có bị tụt, không bị mất. Và khi mà chúng ta bấm lui về thì dầu sẽ đi từ đây, nó sẽ đi từ đây đến đây, tầm từ đây dầu đây nó trích một cái đường ra đây để nó mở cái van, khi đó thì dầu nó mới cho chúng ta qua. Khi mà chúng ta bấm cái ben lui về thì nó sẽ đi lô dầu, nó sẽ đi qua đây để đẩy cái ben lui về, rồi là một cái đường trích, một cái đường dầu để mở van, lúc đó thì nó mới cho phép dầu đi qua. Bình thường thì nó sẽ khóa lại, như vậy nó sẽ bảo vệ được thêm một cái để tránh cái tụt áp chúng ta. Và một điều lưu ý là trên cái hệ thống chúng ta không có cái van điều chỉnh cái áp suất, như vậy chúng ta sẽ cài đặt cái áp suất hoàn toàn dựa vào cái điện, cái phần relay áp suất, ta chỉnh cái áp suất của nó. Nếu mà trong trường hợp mà cái relay áp suất này hư thì cái tín hiệu đem về nó không có, thì lúc đó thì nó sẽ động cơ sẽ cái động cơ chúng ta sẽ hoạt động ở cái áp suất tối đa, đúng không? Hoạt động ở áp suất tối đa thì nó sẽ, khi mà áp suất tăng cao quá cái đầu bơm chúng ta nó bơm không nổi thì cái động cơ chúng ta nó cũng quay không nổi luôn, thì nó sẽ nhảy relay nhiệt hoặc nhảy CB hoặc cháy cái động cơ gì đó. Còn đây là cái công tắc hành trình, bây giờ mình sẽ vẽ cái mạch điện điều khiển. Còn cái này thì nó đã hoàn thành tương đối vì cái máy nó không có bằng vẽ nên mình đã vẽ lại. Thì những cái tài liệu này tí xíu mình sẽ vẽ lại bằng máy tính, in trên làm trên cái file PDF để chúng ta quan sát. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần điện dựa theo cái quá trình này. Thì động cơ chúng ta, mình sẽ vẽ cái mạch động lực thì dễ rồi, mình sẽ vẽ cái phần mạch điều khiển chúng ta. Thì nó có hai cái nút nhấn để điều khiển bên ra bên vào và một cái nút dừng. Để mình vẽ mạch động lực luôn đi. Ở đây mình có một cái CB 3 pha đây. Cái CB chúng ta nó chỉnh dòng được. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ qua cái tiếp điểm của cái khơi động từ. Khơi động từ đây thì mình ghi là K đây. Rồi. Tiếp theo nữa thì nó sẽ vào cái động cơ chúng ta. Mình không thấy có relay nhiệt thì rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ vẽ. Đây thì mình sẽ vẽ theo cái một cái mạch tự động, chúng ta cứ vẽ theo cái quá trình tự động của nó luôn, nó chạy như thế nào thì mình cứ vẽ lần lượt như thế đấy. Ví dụ ở trạng thái bình thường đây, mình vẽ nút stop trước đã. Đây là nút stop nó thường đóng. Rồi tiếp theo nữa thì nó sẽ cái nút mình tạm gọi là nút F đi, F ra.
thì khi chúng ta nhấn cái nút F ra này, nó sẽ đóng lại cho một con relay. Mình làm là relay 11 đi. Rồi, cái tiếp điểm của relay 11 này ở đây, nó sẽ đóng lại để duy trì. Đây là dây trung tính rồi, đây nó mát rồi. Rồi, nó sẽ đóng lại con relay 11. 11 duy trì. Như vậy thì mình sẽ dùng cái tiếp điểm của relay 11 này để điều khiển cái cuộn gói Y0 cho nó mở cái cửa cho anh xịt ra, cho cái điều khiển xi lanh đi ra. Thì mình sẽ vẽ tiếp tục luôn. Mình vẽ theo lần lượt như đây luôn, chúng ta chỉ nhìn. Đây, M1. M1. Thì nó sẽ điều khiển cái van. Đây, mình tạm gọi là Y0 đi. Rồi, nó sẽ điều khiển cái van Y0. Nó sẽ điều khiển cái van Y0 của chúng ta. Van Y0 đây. Mở ra cho dầu đẩy cái xi lanh đi ra. Khi nó đi ra thì chúng ta dừng bằng áp suất, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm của cái relay áp suất này để dừng nó, khống chế nó. Thì trong thực tế thì mình sẽ không có sử dụng cái tiếp, sử dụng trực tiếp cái tiếp điểm nó, mà mình sẽ sử dụng cái tiếp điểm của con relay áp suất này B đi để đóng lại trong con relay. Dạ, chưa về mà hả? Ủa, gì vậy? 12. Chúng ta nắm lại cho con 12. Và chúng ta sẽ sử dụng các tiếp điểm thường đóng của con 12 này để ngắt cái quá trình ép ra, để dừng cái máy chúng ta. Đây, mình ghi đây. Đây, đây là 12. Như vậy là chúng ta đã điều khiển được cái quá trình cho cái xi lanh này ép ra rồi. Chúng ta nhấn nút ép ra thì thằng 10 này có điện, 11 này có điện đóng lại duy trì, áp suất thì đóng lại cho thằng 12 này, ngắt này nè để cho cái này nó ngưng ra. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển cái xi lanh ép về, đi về, lui về. Thì để điều khiển xi lanh lui về thì mình cũng nhấn nút, mình sẽ nhấn nút về thì mình ghi chữ lui về đi. Rồi 11, mình sử dụng 11 và 12 rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một con nữa, mình sẽ đặt tên đó là 13. Rồi, mình cũng sử dụng cái tiếp điểm của 13 này để duy trì. Như vậy là chúng ta đã bấm cho nó duy trì. Để duy trì thì mình sẽ sử dụng tiếp điểm của con 13 này. Để đóng cho cái van Y1. Rồi, như vậy là cái van Y1 này có điện, nó sẽ điều khiển cái xi lanh chúng ta lui về. Y1 có thì điều khiển xi lanh lui về, nó đang lui về, nó đang đóng lại, nó đang lui về. Mà điều khiển để nó lui về thì nó ngưng, điều khiển nó phải đụng cái công tắc hành trình. Thì ở đây mình cũng sử dụng gián tiếp luôn. Mình sẽ căn cứ theo những cái thiết bị trên đó, mình vẽ lại giống cho chúng ta tham khảo. Trong thực tế thì mỗi người có một cái cách thiết kế khác nhau, và sử dụng cái nhiều cái thiết bị nhiều hơn không thì nó không phải chỉ là vấn đề kinh tế, mà nó còn là vấn đề an toàn. Thì chúng ta sử dụng ít, chúng ta thấy nó tiết kiệm, nhưng thực tế thì nó sẽ không an toàn cái hệ thống chúng ta. Thì tí xíu mình sẽ giải thích cái vấn đề đó. Đây, mà đây nó luôn về thì đây cái tiếp điểm của công tắc hành trình hết ở đây, đóng lại cho một con nữa là con 14. Mình có 11 rồi, 12, 13 thì đây sẽ là con 14 của mình. Thì con 14 này có điện, nó sẽ ngắt cái quá trình lui về. Thì ở đây thì mình sẽ đóng ở đây, mình đây, đây 14 rồi, chúng ta thường đóng ở đây. Như vậy là nó đã hoàn thành cái quá trình lui về. Còn trong trường hợp mà chúng ta để tránh trường hợp mà nhắn luôn cả hai, thì chúng ta sẽ khóa chéo lẫn nhau ở 11. Đây, 11 để điều khiển đi ra và thằng 13 để điều khiển đi về, thì chúng ta sử dụng cái tiếp điểm của 11 và 13 để khống chế lẫn nhau. Thì đây nó không phải là như dạng động cơ chạy thuận nghịch, mà khi chúng ta tác động điện vào cả hai đầu thì cái xi lanh chúng ta sẽ không lui về được.
ta tác động cùng lúc cả hai cái cấp điện vào cả hai đầu cuộn coi thì cái xi lanh chúng ta sẽ không lui được, bắt buộc là chỉ có một, cùng một lúc chỉ có một cái cuộn coi có điện thôi. Đây, chỉ có dịch chuyển về bên trái hoặc dịch chuyển về bên phải. Như vậy thì để tránh trường hợp mà người thao tác nhấn cả hai nút thì chúng ta sẽ khóa ở đây. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái tay điện của nó. Đây, khóa thêm ở đây. Đây, phần 1, phần 3. Đây, thì 11 thì chúng ta khóa ở đây. Chúng ta lấy thằng F ra thì chúng ta khóa, còn thằng lui về thì chúng ta cũng khóa luôn. Thì như vậy thì dù họ nhắn cùng lúc cả hai thì nó cũng không có được. Rồi, tiếp theo thì chúng ta, đây là cái quá trình mà chúng ta chỉ đóng mở van thôi. Mình chỉ gửi thì chúng ta chỉ mới đóng mở cái van thôi, chỉ mới đóng mở cái van. Còn cái quá trình đi về là do mình hình dung thôi, trên trong cửa chưa có, tại vì mình chưa có điều khiển cái khơi âm từ cấp nguồn cho cái bơm dầu. Thì chúng ta sử dụng cái tiếp điểm đây, thằng M1 và M3 để chúng ta điều khiển cái khơi âm từ K cấp nguồn cho cái bơm dầu. Thì nếu mà có tiếp điểm rồi lên nhiệt hay gì đó nữa thì chúng ta gắn ở đây, còn ở đây không có thì mình thẳng về luôn. Đây, có nghĩa là khi chúng ta ép ra hoặc là ép vào thì nó mới đóng lại cho cái bơm dầu vậy luôn. Có nghĩa là cái động cơ này, bơm dầu này chỉ chạy mà lúc chúng ta bấm ra hoặc bấm vào, lúc nó chạy ra hoặc chạy vào thì nó mới chạy. Bình thường thì nó không có một cái công tắc để chúng ta bật tắt độc lập cái bơm dầu này. Và chúng ta ra thì nó đụng, nó ngưng cái thằng này, nó đụng cái đồ áp suất nó ngưng, hoặc đụng vào cái công tắc hành trình nó ngưng. Nó ngưng thì nó cũng ngắt cái bơm dầu ra luôn, ngắt cái bơm dầu đi khỏi cái tốn điện năng và vấn đề an toàn, nó ngắt ra luôn. Rồi, như vậy thì chúng ta đếm trên đây, chúng ta thấy mình có 14 cái relay. M1 12 13 14. Đây, chúng ta thấy có 4 cái relay. Và để quyết định chúng ta sử dụng cái relay bao nhiêu thì chúng ta cứ đếm vào cái số chân của nó. Ví dụ ở đây chúng ta thấy con 11 nè, có này, 1 thừng hở, rồi 2 thừng hở, rồi 3 thừng hở. Rồi, 3 thừng hở và một cái thường đóng. Và một cái thường đóng đó, 11 á, 3NO, 1NC gì đó. 12 cũng vậy, 3NO, 1NC. Chúng ta căn cứ vào đây, chúng ta lựa chọn cái relay chúng ta là 8 chân hay là 14 chân. Còn nhiều chân nữa thì chúng ta mắc song song hai con lại với nhau. Thì, như vậy là mình đã làm xong cái vấn đề này. Còn cái vấn đề chỉnh áp suất, chỉnh áp suất thì như mình nói thì đây, chúng ta chỉnh nó có cái mức delta. Thì khi mà đủ áp suất nó ngưng, nhưng mà vừa qua cái mức đó thì nó cũng chạy lại, thì do không có, tại vì ở đây nó có mức chỉnh giới hạn cao và giới hạn thấp của cái áp suất đó. Hay là nó qua nó đây, cái giới hạn thấp và cái giới hạn cao, cái mức chỉnh của chúng ta nó nằm ở đây. Đây, thì chúng ta tác động vào đây thì nó đóng lại, nhưng mà vừa mắc áp suất này thì nó chưa đóng lại mà nó phải xuống ra, nó phải xuống tới đây nữa. Cái tài liệu này thì mình sẽ để dưới cái file PDF cho chúng ta tham khảo. Rồi, cái như vậy là mình đã vẽ ra một cái mạch tự động điều khiển cái xi lanh, nó dừng cái hành trình ra bằng áp suất và dừng hành trình về thủ công bằng cái delay. Ngoài ra thì trong trường hợp mà để vấn đề tự động hơn nữa thì nó ra thì nó dừng bằng thời gian. Không á, đủ thời gian thì nó sẽ lui về, đủ thời gian ép nó sẽ lui về, đồng thời nó sẽ khóa cái hơi chúng ta lại, thì cái bơm màng của chúng ta, vì cái bơm màng thì nó sử dụng hơi, thì nó đủ cái thời gian thì nó sẽ khóa hơi cái bơm màng lại, đồng thời là nó điều khiển cái van chúng ta tự lui về luôn. Một điều lưu ý là đây, cái này nó không có chức năng là tự động khi mà thiếu áp suất, tại vì trong nhiều trường hợp nếu mà cái van trên, nếu mà nó thiếu áp suất thì có thể là cho nó tự ép lại luôn.
nó vừa thiếu thì nó xuống tới cái mức thấp, nó xuống tới cái mức thấp ở dưới đây thì nó sẽ ép ben chúng ta lại, đủ thì nó ngưng, đủ nó ngưng, cứ thiếu thì nó lại ép. Và để tránh thiếu áp suất ben nó dẫn đến xì bùng, mà khi nó thiếu áp suất thì nó sẽ khóa hơi luôn. Ta thiết kế cho nó thiếu áp suất thì nó khóa hơi lại, thiếu áp suất nó khóa hơi, nó không có xì bùng ra. Nếu mà trường hợp tao không phát hiện kịp thời thì xì bùng xì ra rất là nhiều. Thiếu áp suất thì nó đẩy lên, mà không mà vừa đẩy mà cũng không cộng vẫn còn thiếu thì nó ngắt cái bơm màng ra luôn, ngắt cái bơm màng ra luôn, rồi còi nó hú hay là đèn nó xoay gì đó.